lúc ấy cụ thọ thiện hiện hỏi bạch thế tôn nghĩa lý của bát nhã ba la mật đa như thế thật sâu xa ai có thể tin hiểu được đức phật dạy thiện hiện đại bồ tát nào đã tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa lâu dài đã trồng thiện căn lâu dài đã cúng dường nhiều đức phật thân cận nhiều thiện tri thức thì đại bồ tát này có thể tin hiểu được bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế cụ thọ thiện hiện lại hỏi bạch thế tôn làm thế nào để biết đại bồ tát đó đã tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa lâu dài đã trồng thiện căn lâu dài đã cúng dường nhiều đức phật thân cận nhiều thiện tri thức Đức Phật dạy: này thiện hiện Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với sắc không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với thọ tưởng hành thức không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tướng trạng của sắc không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tướng trạng của thọ tưởng hành thức không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tự tánh của sắc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tự tánh của thọ tưởng hành thức không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với nhãn xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tướng trạng của nhãn xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tướng trạng của nhi tĩ thiệt thân ý xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tự tánh của nhãn xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với sắc xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt Đối với tướng trạng của sắc xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt, đối với tướng trạng của thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của sắc xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với nhãn giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của nhãn giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của nhãn giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với sắc giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với thanh hương vị xúc pháp giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của sắc giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của thanh hương vị xúc pháp giới không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của sắc giới không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với nhãn thức giới không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tướng trạng của nhãn thức giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. đối với tướng trạng của nhi tĩ thiệt thân ý thức giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. đối với tự tánh của nhãn thức giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. đối với tự tánh của nhi tĩ thiệt thân ý thức giới không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. đối với nhãn xúc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của nhãn xúc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của nhãn xúc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với cõi dục không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với cõi sắc, cõi vô sắc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của cõi dục không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của cõi sắc, cõi vô sắc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của cõi dục không sanh phân, phân, phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của cõi sắc, cõi vô sắc không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với bố thí Ba la mật đa không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt cho đến đối với bát nhã Ba la mật đa không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của bố thí Ba la mật đa không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt cho đến đối với tướng bát nhã Ba la mật đa không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của bố thí Ba la mật đa không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt cho đến đối với tự tánh bát nhã ba la mật đa không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với pháp nội không không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt cho đến vô tính tự tính không không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tướng nội không không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt cho đến đối với tướng vô tính tự tính không không xanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt đối với tự tánh nội không, không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt cho đến đối với tự tánh của vô tính tự tính không, không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với bốn nhiệm trụ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt, cho đến đối với tám chi thánh đạo không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng của bốn niệm trụ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt cho đến đối với tướng tám chi thánh đạo không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt, đối với tự tánh của bốn niệm trụ không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt, cho đến đối với tự tánh tám chi thánh đạo không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Như vậy cho đến đối với mười lực của Phật không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Cho đến đối với mười tám pháp Phật bất cộng không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng trạng của mười lực của Phật không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Cho đến đối với tướng mười tám pháp Phật bất cộng không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của mười lực của Phật không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt, cho đến đối với tự tánh mười tám pháp Phật bất cộng không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với trí nhất thiết không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng của trí nhất thiết không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của trí nhất thiết không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Đối với tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh phân biệt nhưng cũng không khác phân biệt. Vì sao? Này thiện hiện vì sắc không thể nghĩ bàn, thọ tưởng hành thức không thể nghĩ bàn. Như vậy cho đến trí nhất thiết không thể nghĩ bàn, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không thể nghĩ bàn thiện hiện nhờ vậy nên biết đại bồ tát này đã tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa lâu dài đã trồng thiện căn lâu dài cúng dường nhiều đức phật thân cận nhiều thiện tri thức lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại thưa phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế thật là sâu xa Đức Phật dạy đúng vậy, đúng vậy, này thiện hiện, sắc sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa, thọ tưởng hành thức sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa, nhãn xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa sắc xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa nhãn giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa sắc giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa thanh hương vị xúc pháp giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa nhãn thức giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa nhãn xúc sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa các thọ do nhãn xúc làm xuyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa bố thí ba la mật đa sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa bốn niệm trụ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa cho đến tám tám chi thánh đạo sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa như vậy cho đến mười lực phật sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa mười tám pháp phật bất cộng sâu xa nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa Trí nhất thiết sâu xa Nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa Trí đạo tướng trí nhất thiết tướng sâu xa Nên bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy Là kho châu báu quý giá Đức Phật dạy Đúng vậy Vì thường ban cho hữu tình công đức quý báu Này thiện hiện Bát nhã ba la mật đa như vậy là kho châu báu quý giá thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như mười thiện nghiệp đạo bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông quý báu thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như pháp nội không không của các pháp nội tại ngoại không không của các pháp ngoại tại nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt giáo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính. Tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của bạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể, của tự tính, tự tính của cái không tồn tại thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như chân như pháp giới pháp tánh thật tế cảnh giới bất tư nghì thường ban cho hữu tình châu báu quý giá bốn thánh đế khổ tập diệt đạo thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như mười địa bồ tát môn đà la ni môn tam ma địa thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như năm lại mắt sáu phép thần thông thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như mười lực của phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại Xả, mười tám pháp phật bất cộng thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như pháp không quên mất tánh luôn luôn xả Thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như quả dự lưu quả nhất lai quả bất hoàn quả a la hán độc giác bồ đề thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như tất cả hạnh đại bồ tát chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp cụ thọ thiện hiện lại hỏi đức phật bát nhã ba la mật đa như thế là nhóm thanh tịnh đức phật dạy đúng vậy thiện hiện sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh nhãn xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh nhĩ tĩ thể thân ý xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh sắc xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh Thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh. Nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh. Nhí tý thể thân ý giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh sắc giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh thanh hương vị xúc pháp giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh nhãn thức giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh nhãn xúc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh pháp nội không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh cho đến pháp vô tính tự tính không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh như vậy cho đến mười lực như lai thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh cho đến mười tám pháp phật bất cộng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh chí đạo tướng chí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa là nhóm thanh tịnh bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật lạ thay thưa Thế tôn khi Hữu thay thưa Thế tôn bát nhã ba la mật đa vì rất sâu xa như thế nên có nhiều trở ngại nay xin ngài rộng nói về các trở ngại không phát sanh Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói. Bát nhã ba la mật đa sâu xa nên có nhiều trở ngại. Nhưng nhờ thần lực của Phật nên tuy rộng nói, nhưng các trở ngại không phát sanh. Vì thế các thiện nam thiện nữ nào ưa thích Pháp, thì đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa này nếu muốn ghi chép, thì nên ghi chép gấp, nếu muốn đọc tụng thì nên ghi chép gấp. Nếu muốn thọ trì thì nên ghi chép gấp, nếu muốn tu tập thì nên ghi chép gấp nếu muốn suy nghĩ thì nên ghi chép gấp nếu muốn diễn nói thì nên ghi chép gấp vì sao này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều trở ngại chớ làm cho người ghi chép đọc tụng thọ trì tu tập suy nghĩ vì người khác nói bị trở ngại phát xanh mà làm việc không hoàn tất thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân này nếu muốn ghi chép bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế trải qua hoặc một tháng hoặc hai tháng hoặc ba hoặc bốn hoặc năm hoặc sáu hoặc bảy tháng cho đến một năm được hoàn tất thì nên chuyên cần tinh tấn chú ý ghi chép trải qua thời gian ấy sẽ được hoàn tất thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân này nếu muốn thọ trì đọc tụng thọ trì tu tập tư duy vì người diễn nói kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế trải qua một tháng hoặc hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm hoặc sáu hoặc bảy tháng cho đến một năm được hoàn tất thì nên chuyên cần tinh tấn nhiếp niệm thọ trì cho đến diễn nói trải qua thời gian ấy sẽ được hoàn tất vì sao này thiện hiện vì ngọc báu vô giá bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều trở ngại cụ thọ thiện hiện lại bạch phật rằng lạ thay thưa thế tôn hy hữu thay thưa thiện thể ngọc báu vô giá ba la mật đa sâu xa có nhiều trở ngại nhưng cũng có người ghi chép đọc tụng thọ trì tư duy tu tập vì người diễn nói ác ma muốn gây ách nạn làm trở ngại đối với họ nên không cho ghi chép cho đến diễn nói phật dạy này thiện hiện đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, tuy ác ma muốn gây trở ngại không cho ghi chép đọc tụng thọ trì, tư duy tu tập vì người diễn nói, nhưng ác ma không đủ năng lực gây trở ngại cho Đại Bồ Tát làm các việc ghi chép đọc tụng thọ trì vân vân không hoàn tất. Khi ấy xá lợi tử thưa Phật Bạch Thế Tôn vậy thần lực của ai làm cho ác ma kia không thể gây ra trở ngại? Đối với các đại Bồ Tát ghi chép đọc tụng Thọ trì tư duy tu tập, giọng nói kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, Phật dạy, này xá lợi tử, đó là thần lực của Phật làm cho ác ma kia không thể gây ra ách nạn đối với các đại Bồ Tát ghi chép đọc tụng thọ trì tư duy tu tập giọng nói kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế lại nữa xá lợi tử đó cũng là thần lực của tất cả mười phương thế giới chư Phật làm cho ác ma kia không thể gây ra ách nạn đối với các đại Bồ Tát ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giọng nói kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế lại nữa xá lợi tử, tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác đều hộ niệm các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nên làm cho ác ma kia không thể gây ra ách nạn đối với thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát Thừa, làm họ không ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy vì người rộng nói kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, đều hộ niệm cho các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà làm thiện nghiệp nên ác ma kia không thể gây ra ách nạn trở ngại này xá lợi từ đại bồ tát nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa thường ghi chép đọc tụng thọ trì tư duy tu tập rộng nói thì tất nhiên sẽ được vô lượng vô số vô biên như lai trong mười phương thế giới đang thanh tịnh thuyết pháp hộ niệm nếu được chư phật hộ niệm thì quyết chắc ác ma không thể gây ra trở ngại này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói thì nên nghĩ nay ta ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người rộng nói kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế đều nhờ thần lực của vô lượng vô số vô biên như lai uống tránh đẳng giác trong mười phương đang thanh tịnh thuyết pháp hộ niệm khiến ta làm thiện nghiệp như vậy nên không bị ác ma gây ra trở ngại khi ấy xá lợi tử lại thưa phật bạch thế tôn các thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói thì tất cả đều nhờ thần lực của chư phật trong mười phương thế giới hộ niệm khiến họ làm thiện nghiệp thù thắng nên tất cả ác ma không thể gây ra trở ngại được đức phật dạy này xá lợi tử đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói các thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói thì nên biết đều là nhờ thần lực của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hộ niệm xá lợi tử lại thưa phật bạch thế tôn các thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói thì được vô lượng vô số vô biên như lai ứng tránh đẳng giác trong mười phương thế giới đang thanh tịnh thuyết pháp đều biết các thiện nam tử thiện nữ nhân này ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa do đó nên các đức như lai hoan hỷ hộ niệm họ bạch thế tôn các thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói thì các thiện nam tử thiện nữ nhân này luôn được vô lượng vô số vô biên tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong mười phương thế giới đang thanh tịnh thuyết pháp dùng phật nhãn quán thấy do đó nên các đức như lai từ bi hộ niệm khiến họ làm việc thiện đều thành tựu Đức Phật dạy, này xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế thì luôn được vô lượng vô số vô biên tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác, trong mười phương thế giới đang thanh tịnh thuyết pháp, dùng Phật nhãn quán thấy chứng biết hộ niệm khiến họ làm thiện nghiệp, mau thành tựu và làm các ác ma không thể quấy nhiễu xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói nên biết họ đã gần vô thượng tránh đẳng bồ đề các quân ác ma không thể gây ra trở ngại được lại nữa xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa nếu ghi chép được kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế và thọ chỉ đọc tụng bằng mọi cách trang nghiêm khác thì nên biết họ rất tin hiểu bát nhã ba la mật đa này và thường dùng các tràng hoa đẹp nhất hương hoa hương bột y phục anh lạc tràng phan lọng báu âm nhạc đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế các thiện nam tử thiện nữ nhân này thường được như lai ứng tránh đẳng giác dùng Phật nhãn quán thấy, chứng biết hộ niệm, do đó quyết định sẽ được của lớn, thắng lợi lớn, thành tựu lớn, quả báo lớn. Lại nữa xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân này, dùng năng lực thiện căn ghi chép, thọ trì đọc tụng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, bát nhã ba la mật đa sâu xa nên đắc được quả vị bất thối chuyển. Trong thời gian đó, thường ở bên Phật, luôn được nghe tránh pháp không bị đọa ác thú. Xá lợi tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nhờ căn lành này cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề thường không xa lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thường không xa lìa pháp nội không cho đến pháp vô tánh tự tánh không thường không xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo như vậy cho đến thường không xa lìa mười lực như lai, mười tám pháp Phật bất cộng, thường không xa lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, thường không xa lìa vô lượng vô biên Phật pháp khác. Nhờ đây nên mau chứng sự mong cầu vô thượng chánh đẳng Bồ đề xá lợi tử do đó các thiện nam tử thiện nữ nhân được trụ bồ tát thừa đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này nên siêng năng ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người giải nói cung kính cúng dường tôn trọng tán thán không được dừng nghỉ lại nữa xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này sẽ dần hưng thịnh ở phương đông nam ở đó có nhiều bí xô bí xô ni ô ba sách ca thiện nam tử ô ba tư ca tín nữ trụ bồ tát thừa thường sanh lòng tin muốn ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này lại dùng các thứ tràng hoa đẹp nhất hương hoa hương bột y phục anh lạc tràng phan lọng báu âm nhạc đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng tán thán kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế do thiện căn thủ thắng ấy nên biết chắc không bị đọa vào con đường ác hiểm sẽ được sanh lên trời hoặc sanh trong loài người hưởng vui phú quý Nhờ thế lực này nên bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, càng tăng ích mau được viên mãn nương vào đây lại thường cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư phật thế tôn sau đó tùy theo khả năng y cứ vào pháp tam thừa dần dần tu tập hướng đến xuất ly hoặc chứng được niết bàn thanh văn hoặc chứng được niết bàn độc giác hoặc chứng được niết bàn vô thượng rốt giáo an vui xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa từ phương đông nam chuyển đến phương nam và dần dần hưng thịnh ở đó Nơi đó có nhiều bí sô, bí sô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca. Khi chủ bổ Tát Thừa thường sanh lòng tin, muốn ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này, lại dùng các thứ tràng hoa đẹp nhất, hương hoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, nọng máu, âm nhạc, đèn sáng cúng dường, cung kính, tôn trọng. Tán thán kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, do thiện căn thủ thắng ấy nên quyết chắc không bị đọa vào con đường ác hiểm, sẽ được sanh lên trời hoặc sanh trong loài người hưởng vui phú quý nhờ thế lực này nên bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa càng tăng ích mau được viên mãn nương vào đây họ thường cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư phật thế tôn sau đó tùy theo khả năng y vào pháp tam thừa dần dần tu tập hướng đến xuất ly hoặc chứng được niết bàn thanh văn hoặc chứng được niết bàn độc giác hoặc chứng được niết bàn vô thượng rốt giáo an vui xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa từ phương nam chuyển đến phương tây nam và dần dần hưng thịnh ở đó nơi đó có nhiều bí xô bí sô ni ô ba sách ca ô ba tư ca trụ bồ tát thừa thường sanh lòng tin muốn ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này lại dùng các thứ tràng hoa đẹp nhất hương hoa, hương bột, y phục, anh lạc, chàng phan, lọng báu, âm nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán kinh điển, bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. do thiện căn thủ thắng ấy nên quyết chắc không bị đọa vào con đường ác hiểm sẽ được sanh lên trời hoặc sanh trong loài người hưởng vui phú quý. nhờ thế lực này nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã ba la mật đa càng tăng ích, mau được viên mãn nương vào đây họ thường cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư phật thế tôn sau đó tùy theo khả năng y vào pháp tam thừa dần dần tu tập hướng đến xuất ly hoặc chứng được niết bàn thanh văn hoặc chứng được niết bàn độc giác hoặc chứng được niết bàn vô thượng rốt giáo an vui xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa từ phương tây nam chuyển đến phương tây bắc và dần dần hưng thịnh ở đó nơi đó có nhiều bí xô bí sô ni ô ba sách ca ô ba tư ca trụ bồ tát thừa thường sanh lòng tin muốn ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này lại dùng các thứ tràng hoa đẹp nhất, hương hoa hương bột, y phục anh lạc bảo cái tràng phan, lọng âm nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng, tán thán kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Do thiện căn thủ thắng ấy nên quyết chắc không bị đọa vào con đường ác hiểm, sẽ được sanh lên trời hoặc sanh trong loài người hưởng vui phú quý. Nhờ thế lực này nên bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa càng tăng ích, mau được viên mãn, nương vào đây họ thường cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán chư Phật thế tôn, sau đó tùy theo khả năng y vào pháp tam thừa, dần dần tu tập hướng đến xuất ly hoặc chứng chứng được niết bàn thanh văn hoặc chứng được niết bàn độc giác hoặc chứng được niết bàn vô thượng rốt giáo an vui xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa từ phương tây bắc chuyển đến phương bắc và dần dần hương thịnh ở đó, nơi đó có nhiều bí sô, bí sô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, trụ bổ tát thừa. Thường xanh lòng tin, muốn ghi chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này lại dùng các thứ tràng hoa đẹp nhất hương hoa hương bột y phục anh lạc tràng phan lọng báu âm nhạc đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng tán thán kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế do thiện căn thủ thắng ấy nên quyết chắc không bị đọa vào con đường ác hiểm sẽ được sanh lên trời hoặc sanh trong loài người hưởng vui phú quý. Nhờ thế lực này nên bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa càng tăng ích, mau được viên mãn, nương vào đây. Họ thường cúng dường cung kính tôn trọng tán thán chư Phật Thế Tôn, sau đó tùy theo khả năng y vào Pháp Tam Thừa, dần dần tu tập hướng đến xuất ly hoặc chứng được Niết Bản Thanh Văn, hoặc chứng được niết bàn độc giác hoặc chứng được niết bàn vô thượng rốt giáo an vui xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa từ phương bắc chuyển đến phương đông bắc và dần dần hưng thịnh ở đó nơi đó có nhiều bí sô bí sô ni ô ba sách ca ô ba tư ca trụ bổ tát thừa thường sanh lòng tin muốn ghi chép thọ chỉ đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này, lại dùng các thứ tràng hoa đẹp nhất, hương hoa hương bột y phục anh lạc tràng phan lọng báu, âm nhạc đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng tán thán kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Do thiện can thủ thắng ấy, nên quyết chắc không bị đọa vào con đường ác hiểm, sẽ được sanh lên trời hoặc sanh trong loài người hưởng vui phú quý. Nhờ thế lực này nên bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa càng tăng ích, mau được viên mãn, nương vào đây. Họ thường cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán chư Phật Thế Tôn, sau đó tùy theo khả năng đi vào Pháp Tam Thừa, dần dần tu tập hướng đến xuất ly hoặc chứng được niết bàn thanh tịnh hoặc chứng được niết bàn độc giác hoặc chứng được niết bàn vô thượng rốt giáo an vui xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn 500 năm kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa làm phật sự lớn ở phương đông bắc vì sao? Này xá lợi từ, Pháp được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác tôn trọng, tức là kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa, kinh điển bát nhã ba la mật đa như thế, đã được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, hộ niệm. Xá lợi từ chẳng phải Pháp tỷ nại gia vô thượng tránh Pháp, mà chư Phật chứng đắc có tướng diệt mất, Pháp tỷ nại gia vô thượng tránh Pháp mà chưa phật chứng đắc tức là kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân ở phương đông bắc có thể tin hiểu thọ chỉ đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này thì ta sẽ thường hộ niệm các thiện nam tử thiện nữ nhân này làm họ không bị não hại xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân ở phương đông bắc có thể ghi chép kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế lại dùng các thứ tràng hoa đẹp nhất hương hoa hương bột y phục anh lạc tràng phan lọng báu âm nhạc đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng tán thán kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế ta quyết chắc các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia do thiện căn này nên chọn không bị đọa vào con đường hiểm, được sanh trong trời người hưởng vui vi diệu, nhờ thế lực này nên sáu pháp ba la mật đa càng tăng ích, lại nương vào đây thường cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán chư Phật thế tôn. Sau đó tùy theo khả năng y vào pháp tam thừa dần dần tu tập được vào niết bàn. Vì sao này xá lợi tử ta dùng Phật nhãn Quán thấy chứng biết ngợi khen tán thán các thiện nam tử thiện nữ nhân này đã được công đức Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác ở các phương đông, tây, nam, bắc, bốn bên trên dưới Trong vô lượng vô số vô biên, thế giới đang thanh tịnh thuyết pháp Cũng dùng Phật nhãn quán thấy chứng biết ngợi khen Tán thán các công đức đạt được của thiện nam tử thiện nữ nhân này Khi ấy xá lợi tử thưa Phật Bạch Thế Tôn sau khi Ngài nhập Niết Bàn 500 năm, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế sẽ được lưu bố rộng rãi ở phương Đông Bắc Ư. Ừ, Phật dạy, xá lợi từ, đúng vậy, đúng vậy, sau khi ta nhập Niết Bàn 500 năm, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế sẽ được lưu bố rộng rãi ở phương Đông Bắc xá lợi tử sau khi ta nhập niết bàn 500 năm các thiện nam tử thiện nữ nhân ở phương đông bắc nếu được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này mà sanh lòng tin hiểu, ghi chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy đúng lý vì người diễn nói, thì nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đã phát tâm vô thượng tránh đẳng bồ đề lâu dài, đã tu hành đại bồ tát lâu dài, đã cúng dường nhiều đức Phật, thân cận nhiều thiện tri thức, tu tập thân giới, tâm tọa lâu dài, Chồng thiện căn đều đã thành thục nhờ phước lực này, nên khi được nghe bát nhã ba-la mật đa sâu xa như thế, họ liền sanh lòng tin hiểu, thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói khi ấy xá lợi tử lại thưa Phật, Bạch Thế Tôn, sau Ngài nhập Niết Bàn 500 năm, vào thời Pháp sắp diệt, ở phương Đông Bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa, nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, liền sanh lòng tin hiểu, tâm họ không kinh hoàng, không lo, không sợ, cũng không hối tiếc, lại thường ghi chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy vì người diễn nói. Phật dạy, này xá lợi tử sau ta nhập niết bàn năm trăm năm vào thời pháp sắp diệt ở phương đông bắc tuy có vô lượng thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa nhưng ít có người được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa liền sanh lòng tin hiểu tâm họ không kinh hoàng không lo không sợ cũng không hối tiếc lại thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân kia nếu được nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này tâm họ không kinh hoàng không lo không sợ cũng không hối tiếc sanh lòng tin muốn ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói thật là hy hữu vì sao xá lợi tử vì các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đã từng cúng dường cung kính tôn trọng tán thán vô lượng như lai ứng tránh đẳng giác và chúng đại bồ tát thỉnh hỏi nghĩa lý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy quyết định chẳng bao lâu sẽ được viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa quyết định chẳng bao lâu sẽ được viên mãn pháp nội không cho đến pháp vô tánh tự tánh không quyết định chẳng bao lâu sẽ viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo quyết định chẳng bao lâu sẽ viên mãn mười lực phật cho đến mười tám pháp phật bất cộng quyết định chẳng bao lâu sẽ viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hộ niệm được vô lượng thiện tri thức ủng hộ được duy trì thiện căn thủ thắng họ muốn làm lợi lạc nhiều cho chúng sanh nên cầu đến vô thượng chánh đẳng mồ đề vì sao này xá lợi tử, ta thường vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thuyết pháp tương ưng với trí nhất thiết tướng, Như Lai ứng tránh đẳng giác quá khứ cũng thường vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thuyết pháp tương ưng với trí nhất thiết tướng, do đó vào đời sau các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy có thể cầu đến vô thượng chánh đẳng bồ đề và cũng vì người thuyết pháp tương ưng để đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, thân tâm các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy an định, các ác ma vương và quyến thuộc ma còn không thể phá hoại, tâm cầu đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, huống nữa muốn làm các điều ác khác vì bán bát nhã ba la mật đa làm trở ngại tâm họ không cho tinh tấn cầu đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Hết quyển thứ 439.